Mới đây, cư dân mạng TikTok được một phen hoảng hồn khi thấy đoạn clip đăng tải hình ảnh một cô gái xé nhỏ từng miếng khô gà, đồng thời phát hiện ra bên trong có con gì đó bò lúc nhúc, khiến cư dân mạng nhìn vào vô cùng sợ hãi. Được biết, cô gái trong clip là một người Việt sinh sống tại nước ngoài. Có lẽ vì quá trình vận chuyển, gói khô gà bị quá hạn nên mới xuất hiện tình trạng dò chui lúc nhúc như thế này. Đây cũng là hồi chuông cảnh tỉnh cho các tín đồ ăn vặt, phải luôn cẩn thận kiểm tra mọi thứ trước khi bỏ vào miệng mình. Lần nào mua khô gà tôi cũng cẩn thận xem bên trong như nào, rồi mới dám ăn. Bây giờ người ta bán nhiều nên không kiểm soát được hết đâu. Không biết chủ clip ăn tới đâu rồi mới phát hiện ra nó nhỉ. Xem video thôi mà da gà đã nổi cục cục, một số cư dân mạng bình luận. Sau khi đoạn clip được đăng tải, đã thu hút đông đảo sự chú ý của netizen chuyên hóng hớt ăn vặt. Lần sau có mua khô gà, cần xem kỹ rồi mới thưởng thức, kẻo lại gặp họa như cô gái trẻ trong đoạn video nhé mọi người.